Hôm trước về lên mực khô xong rồi, bữa nay thì anh mình kéo lên đà nè, kéo lên đà kiểm tra thay chân vịt. Trên đây thì mấy anh thợ mình đang tất bật sạn mấy cái bộ đà, câu đà để mà kéo ghe. Bữa nay nước quá trời lớn, ngập lên tới cái đường ray luôn, lục bình nó theo lên nè. Bên kia chiếc xe cẩu, xe cẩu anh mình sạn cái bộ đà đó, sạn đà sạn cáp rồi mới đẩy cái bộ đà xuống kéo ghe. Nó ngập nửa bánh xe luôn nè. Anh chặn dây, bạn thấy hai con dây hoàng sao không? Hoàng sao cộng trên dây mũi một cộng đó. Nước lớn chảy lên tự nó vàng cây dây, vàng dây vô luôn nè. Chảy nó vô từ từ rồi đó. Ngày hôm qua các chiều anh em mình kéo lên xong là khoảng tối các bạn ha. Sáng bữa nay thì anh em mình sẽ tháo cái phần trục chân vịt với bánh lái. Bây giờ thì anh mình đang cẩu phần bánh lái ra, rút phần trục lắp vịt ra để mà đi thay cái phần chân vịt mới. Cái bánh lái anh thả xuống rồi nè. Cái phần này là phần motor trên ghe cẩu xuống nè. Hai motor lớn với cái ống lăn mũi. Còn này anh mình đang cẩu bánh lái lên nè. Bị lúng xình rồi, lúng xình nặng quá rồi, lúng chổng xe luôn rồi, lúng xuống quá lúng rồi. Hết đất. Đó rồi nè. Này có con kia, này có con Kiên Giang. Có Kiên Giang luôn. Vậy đó. Rồi để nằm đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ cọc cái phần chiên vịt. XR2 hộp số 14 tua. Chiên vịt 3m25. Bây giờ chiên vịt này giờ anh em mình thay mới luôn nè. Cọc cầu cô chó thì móc móc lại cái nữa. Giờ anh em mình sẽ rút ra, trả qua bên xưởng mình rã tháo rồi với chân vịt với cái lắp ra. Bữa hôm trước thì anh mình đã làm xong cái chiếc đực của cặp mới về trước, cặp này về sau. Ở trên mấy anh thợ keo dán keo phần góc lái nữa nè, cắt keo anh dán keo lại quầy sau góc lái nè, quầy biển rồi da chạm nó bị bể keo rồi.
lắm. Nặng lắm, nặng. Lắc tự ra tự á. Hôm qua anh mình đã tháo xong cái cùi tô ở trong, tháo 8 tán rồi, đội cái phần cùi tô ra giờ rút ra nè. Quá trời. Ra nó ra từ từ á. Lắc qua lại á, nhích qua lại chứ không lăn ấy nữa. Nhẹ rồi đó. Rồi lắc. Quá dữ rồi. Rồi. Nhào ra rồi đó. Đó, ra đó. Rồi. Tới mép rồi đó. Lên tán xuống. Đó. Đó. Sáng ép nặng không anh Tư? Ép ra nặng không? Rồi bỏ qua bên xe luôn. Không có trên bị chạm điện gì đó. Cô chưa sấy mực. Tôi chở lên điện cơ sửa. Rồi phần ở trên bon này, trên bon mới mình dán mấy trụ lại nè. Dán phần keo composite. Chân cẩu với lại ơi chân trụ. Quá dữ. Khi cặp về trước là kéo chiếc đực, cặp về sau là kéo làm chiếc cái. Về ba cặp làm hết hai cặp rồi. Làm trước hai cặp có phần cơ xích trụ lại nè. Chạy nó bị tróc mấy cái keo cơ xích ra. Ốp vô.
giờ ve ra ngoài. Đi đứng lên anh, đi đứng lên. Mày tán phá đầu ra. Ôi nó lớn. Không sạch ra được anh. Phá dịch cao quá, cao đứng đập cái con tán không tới. Lấy con phi lại. Con phi lại kê lên mới mở con tán đâu mà chùa đâu. Toàn là hàng nặng đâu mà. Đứng lên phi mà chưa căng á, đập. Rồi dặn ra những 3 phân rồi anh ơi, đừng dặn ra luôn. Thôi được rồi, thôi được anh. Rồi nha, đội ra. Vô con đội rồi nè. Con đội này anh để vô cái phần cái trục lắp rồi đó. Đây nè. Để phần ống tiếp vô, đội ra. Phần này xiết vô nữa mới được. Xiết vô đổi ra. Xiết vô. Trời ơi, xẹp cái phi luôn. Rồi đổi. Chí lại anh. Gì đâu kinh khủng anh. Chưa đủ ngon, chưa đủ áp. Nặng rồi đó.
Đủ lực là nổ bùm. Đổi maximum đồng hồ mà chưa ra nữa. Nó xéo nó xì, cái ti ra bên ít bên nhiều. Hiện giờ lấy vô đá hơi mới được. Đồng hồ lên gần hết đồng hồ rồi. Thường 8.000 là nó nhảy rồi. Đổi ra nè. Giờ anh mình đi lấy vô đá. Lấy vô đá hơi. Vô đá quá. Này là bình ga. Hồi nãy anh dắt bình gió, giờ tới anh đấy bình ga. Sáu anh ra là sáu anh ra luôn. Chỗ này còn đổi ra nữa được mà. Bơm đấy. Bơm đấy. Bơm đại 10 10 11 12.000 cũng được nữa. Không kìm luôn. Còn hết đồng hồ luôn rồi nữa. Vừa hơ mà vừa đổi luôn. Nổ đùng một cái. Đó, đó, đó. Đó. Nãy ra đắt mà không ra hả? Lên đồng hồ không? Thấy búa nhấp được cùi lên cái. Rồi. Rồi. Rồi cơm cơm. Hết rồi. Nổ rồi. Ra. Gió. Gió anh đang bơm rồi. Đâu bật nữa. Ôi ơi. Đúng ra nè, hở nè. Nãy hở giờ sát rồi mà nhảy ra, nhảy con ra. Sau khi ép ra rồi thì bây giờ anh mình sẽ rút cái trục lắp ra khỏi cái chân vịt này. Anh làm ghê quá. Cái nhõng lên luôn á. Quá đường vịt khủng khiếp. Nhõng lên đó. Ôi ôi. Chân hư không hơi. Rồi dẫn tán ra. Cái gì nó bật ngang không? Lắc càng qua, lắc càng qua. Trời ơi. Rồi. Để cái lắp lên một lăng mà.
lăng rồi. Và cái chiến dịch, chiến dịch mới về đây mà. Giờ anh em mình sẽ cẩu xuống, cẩu xuống chuẩn bị lắp vô cái trục lắp. Ba mét ba, dịch 3m3, ghê chưa? Ồ, ngay băng, quá đã. Cẩu xuống lắp vô. Lao cái con sạch nó ba vớ chẳng quá trời. Cá vô. Quá. Lên xuống, lên xuống á. Rồi vậy là anh em mình sẽ lấy cái đội thi lực ra, đội ép vô cho nó hết con luôn, giờ xác con nè. Lấy đội ra thúc. Gạch đổi vô. Lên áp á.
nổ không ghê. Quá. Hồi nãy lú cái la quét ra, giờ bằng la quét vô nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ghê ta, thằng bơm nhìn thấy ghê, nặng ghê. Ôi vô đồng hồ quá trời vậy nè. 10 ngàn luôn rồi. 11 ngàn luôn rồi. Vô rồi. Rồi xả luôn. Mở ra. Mở cái cảo ra. Chả nhớ nhưng mà còn giữ áp ép cái mặt tổ được. Rồi sau khi lắp vô xong thì anh mình sẽ đem qua bên lấy ga úp vô trong phần ga nữa mà ha. Bữa nay thì anh mình sẽ đóng bạc thun lại luôn. Đóng bạc thun xong mới đút lắp. Bộ dây bộ cá đây nối ra thò cần tới móc vậy đó. Cái nguyên cái dài này. Vô nước chén à? Giờ còn bà thao chẩn ngoài nữa nè. Thao chẩn. Mình thao chẩn dây ngoài. Đóng từ từ dây vô luôn rồi. Ừ. Ở trên nó nhiều. Trên luôn. Để cái mặt chặn lại này, mặt chặn cái nóc chấm hàng cứng dính lại luôn. Rồi, anh đút vô rồi nè. Có sao leo lên đây? Cho nên buộc lại à, buộc xích lại.
Tôi giữ xích đây. Bảy không, bảy không? Ủa, đinh không á quỷ. Đinh không, nhầm khi cây đinh đâu dưới mà không thấy á. Ủa, giỡn hoài vậy. Qua dữ. Đó, vô á. Cái nữa à, làm cái nữa à. Ô. Rồi cái này ép vào tàu được rồi chứ. Bây giờ mình xuống xem mấy anh mình lắp cái cùi tô ở dưới khoang máy. Qua chạy phần chanh bon nhớt. Hai thục thùng nhớt. Nhớt đem theo xe cua với đổ vô máy. Bữa nay thì anh mình đã làm máy ở dưới khoang máy luôn nè, thay lòng bạc quan sao nè, còn sáu chiếc bắp ở luôn hả, đắp bánh lái luôn hả. Ừ. Cứng luôn chứ gái gì không, đắp cứng luôn chứ gái gì không, không ngon vậy. Tán nào, tán ở dưới hay tán hai bữa nữa. Tắm 50 xuống dưới lắm. Ráo xong luôn. Hả? Ừ. Rồi. Rã máy ra để bít tông nè. Quá trời rồi. Này thì mấy anh mình thay lồng với thay bạc. Đây cái động cơ dưới nè. Có 6R. Đây thì máy phát điện nè, câu điện để bố trí hai bên, hai cái bên trái một cái nè, rồi bên phải kia một cái. 6D16, hai cái 6D16. Đó, cụ tô nhập số sao anh, mình gá vô rồi gì nè, nhanh quá tôi đây là gá vô nhanh nữa. Rồi gá vô rồi luôn nè. Ráp cụ tô gá được 4 con tán. 4 mùa lòng 4 gốc. Xuống nước mình còn canh cái nền máy lại nữa. Ráp ở trong xong rồi bánh lái anh đút luôn rồi nè. Chút xíu nữa nước lớn này hạ thủy luôn ha. Dọn cái đường ray. Quá trời bữa nay nước lớn lục bình, quá trời lục bình rồi. Quá là dài luôn. Máy anh mình đang làm ha, cho nên chưa có nổ máy. Có chiếc ghe ra dắt vô mà. Đó, giờ ra một chiếc cái đang đậu ngoài nữa kìa. Chiếc đực ra dắt vô.
rồi qua dây rồi, qua dây dắt mũi rồi. Chuyện qua Hà Thủy anh mình đã cập vô bến rồi nè. Dạ. Đi ra phía sau của anh mình đang ráp máy, đang ráp máy đằng sau. Quá trời nhớt. Cái đó đi thúng chai ra kéo lên hả anh ơi? Cái bằng lăng mũi á. Đây hàng. Hàng cái ống lăng thả cào. Ủa nó bị gì ta? Hàng chó liền vô luôn rồi. Trời ơi, hàng vô dính vô cái vê luôn. Đây xuống khăn máy nè. Vô bít tông rồi. Giờ đạn sẵn úp lắp lắp. Quá là lắp lắp. Vô bít tông rồi. Lắm. Nhưng mà nó ăn cái ron không? Cái ron thun nó ăn vô cái dòng gió không? Lắp lắp. Vô cái máy mọc trước. Dầu vô dầu giờ anh mình đã cho nổ máy rồi, giờ chạy thử máy, thử chân vịt luôn. Thank you.
lên ga. Ôi ôi, lên 40 ga luôn. Phà sóng luôn, dữ thiệt chứ. Không có gì như tôi à.